Bạn yêu mến CR7, hâm mộ lối chơi của Jurgen Klopp hay đơn giản là muốn có cho mình một chiếc áo độc đáo mỗi khi ra đường, hãy đến với Cà Bóng Đá. Đặt hàng ngay bằng cách nhắn tin trực tiếp trên fanpage hoặc gọi về số 0898 673 303. Paulo Dybala hiện đang hồi phục tốt tại nhà riêng ở thành phố Torino cùng với bạn gái Oriana Sabatini. Tuy vậy, tiền đạo người Argentina vẫn chưa thể quên những gì mà anh phải chịu đựng sau khi dính Covid-19. Sau những ngày bị ảnh hưởng bởi những triệu chứng của Covid thì giờ đây tôi cảm thấy ổn hơn khá nhiều. Tôi không còn gặp những cơn đau nữa nên sẽ cố gắng tập luyện trở lại. Thành thực mà nói, những ngày trước tôi cũng đã thử tập luyện nhưng không thể. Lúc đó tôi cảm thấy khó chịu và không thể thở được. Chỉ sau có 5 phút, cơ thể tôi cảm thấy rất nặng nề, mệt mỏi và các cơ bắp bắt đầu co lại và rất đau. Tôi buộc phải dừng lại, nhưng may mắn là tôi và cả bạn gái giờ đã ổn hơn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, theo The Athletic, nhiều câu lạc bộ Premier League muốn hủy bỏ mùa giải này. Hiện tại, Premier League đang tạm hoãn đến ngày 30 tháng 4, nhưng các chuyên gia cho rằng họ rất khó có khả năng trở lại đúng hạn. Dự kiến Premier League và các câu lạc bộ sẽ phải tiếp tục nhóm họp để tìm kiếm phương án tiếp theo cho mùa giải này. Theo truyền thông Anh, bất kỳ đề xuất nào cũng cần được ít nhất 14 trên 20 phiếu ủng hộ từ các câu lạc bộ tham dự để được xem xét thực hiện. Trong trường hợp mùa giải này bị hủy bỏ, Liverpool sẽ không nhận được chức vô địch mà họ đã chờ đợi suốt 30 năm. Trước khi mùa giải này bị hoãn lại, Liverpool đã giành được 82 điểm, nhiều hơn Man City 25 điểm. Đội bóng của Jurgen Klopp chỉ cần thêm 6 điểm là chắc chắn lên ngôi. Macau đưa tin, chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona khẳng định đội bóng sẽ tiến hành giảm lương trong thời hạn tạm hoãn của các giải bóng đá châu Âu. Ban lãnh đạo Blaugrana cũng đã có những cuộc thảo luận với các cầu thủ của mình, tuy nhiên hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Dẫu vậy, trước tình hình tài chính hết sức khó khăn, Jacobu tại sân Camp Nou sẽ tiến hành việc cắt giảm này. Dự kiến Barca sẽ cắt giảm tới 70% thu nhập của tất cả các cầu thủ. Theo nhiều tờ báo hàng đầu ở Tây Ban Nha, đội bóng lớn nhất xứ Catalunya đang mất tới 5 triệu euro mỗi ngày bởi ảnh hưởng của Covid-19. Trong số những khoản chi của câu lạc bộ này, việc trả lương cho cầu thủ chiếm một phần cực lớn. Được biết, mỗi năm nhà đương kim vô địch La Liga chi tới gần 700 triệu để trả lương cho các cầu thủ ở đội 1. Cristiano Ronaldo được cho là đã đặt mua chiếc siêu xe Bugatti Santo Diego với phiên bản giới hạn giá 9,5 triệu euro trong thời gian tránh dịch Covid-19 ở Bồ Đào Nha. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ huyền thoại Bugatti EB110 của những năm 90 và chỉ được hãng xe của Pháp giới hạn 10 chiếc trên toàn thế giới. Dẫu vậy, Ronaldo sẽ không thể nhận xe Bugatti Santo Diego trong năm nay bởi nó chỉ bắt đầu được giao vào năm 2021. Trước khi vung tiền đặt xe, Ronaldo cũng đã chi 1 triệu euro cho việc phòng chống dịch Covid-19. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Marcelo đang lọt vào tầm ngắm của Juventus và ông lớn Serie A được cho là đang khởi động để hỏi mua hậu vệ người Brazil. Marcelo không còn được Zidane trọng dụng trong mùa giải năm nay. Mùa này, Marcelo chỉ góp mặt trong 20 trận đấu của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha trên mọi mặt trận. Trong mùa hè năm ngoái, Juventus đã từng hỏi mua Marcelo nhưng bất thành do phía Real không chịu bán. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của Marcelo tại Bernabeu, rất có thể đội bóng hoàng gia sẽ đổi ý nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Dự kiến Juventus sẽ đề nghị Marcelo ký hợp đồng 4 năm. Trong khi đó, hợp đồng hiện tại giữa anh với Real Madrid còn thời hạn 2 năm. Bruno Fernandes đón nhận tin vui khi bà xã Ana Pino sắp hạ sinh cho anh một cậu con trai. Cặp đôi này đã có với nhau một cô con gái 3 tuổi rất đáng yêu, Matilda. Sau 3 năm gặp mặt và yêu nhau, tiền vệ của Manchester United đã cưới Ana vào năm 2015. Ana Pino gắn bó với Bruno từ khi cầu thủ người Bồ Đào Nha chẳng có gì, nên ngôi sao của Man United rất trân trọng cô vợ hiền hậu của mình. Kể từ khi gia nhập Old Trafford, Bruno đã tỏa sáng rực rỡ và trở thành cầu thủ rất quan trọng trong chiến lược của Ole Gunnar Solskjaer. Đến thời điểm này, cựu tiền vệ của Sporting đã ghi 3 bàn và có 4 được kiến tạo trên mọi mặt trận. Đáng nói là Manchester United đã bất bại ở cả 9 trận đấu mà Bruno Fernandes góp mặt.